Một nội gián Lao Dinh, tà mưu túc trí, nửa ác nửa tà. Một tay giang hồ co què, thủ đoạn và đầy dã tâm. Đây là chứng cứ tôi cho người theo dõi Lao Dinh tìm được. Lao Dinh luôn miệng nói là anh Liệt giới thiệu trợ thủ của Kha Lai, là Slater. Cả hai luôn đấu trí với nhau trong những màn cân não đầy quyết liệt và nguy hiểm. Hồi nãy làm sao cậu giấu được gói hàng này? Rất đơn giản. Do cảnh sát các anh vô dụng thôi. Rốt cuộc cậu đã dùng trò gì? Tiềm hành chưa kích. Bộ phim được vinh danh là phim truyện xuất sắc nhất tại giải thưởng truyền hình TVB 2011. Có manh mối. Còn khốn này, mày hại tao thê thảm lắm. Chuyện này, đêm nay không mày chỉ từ từ mà trả. Xuất sắc, mạch phim nhanh, gây cấn, từ hưởng cảnh quay đẹp, chút nữa tới em. Phim còn rất thành công khi dung hòa tốt giữa yếu tố điều tra phá án căng thẳng với những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng không kém phần sâu sắc. Thông qua 30 tập phim sẽ giúp người xem có cái nhìn đa diện hơn về thế giới của các cảnh sát chìm trong giới xã hội đen. Phim sẽ được trình chiếu vào lúc 20 giờ 10 phút các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 12 tháng 1 năm 2014 trên kênh NTV. Mời quý khán giả đón xem. Bộ phim Tiềm hành truy kích.